Thưa quý vị và các bạn, nông thôn là nơi có điều kiện đời sống còn khá nhiều khó khăn. Việc nắm bắt các kiến thức và quy định pháp luật còn nhiều hạn chế, nhất là với người dân vùng sâu vùng xa. Việc truyền tải những kiến thức và nâng cao nhận thức, phản ánh những bất cập trong thực thi pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân luôn là yêu cầu cấp thiết. Và để thực hiện nhiệm vụ đó, ngày hôm nay, kênh Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân VTC16, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà ký kết hợp tác ra mắt chuyên mục Luật về làng. Chương trình sẽ mang lại cho người dân những thông tin sát sườn, thiết thực nhất. Luật về làng là thành quả sau gần một năm thai nghén trên cơ sở hợp tác sản xuất giữa kênh Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân VTC16 và Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà. Với nội dung hướng đến trang bị những kiến thức pháp luật, phản ánh những bất cập trong thực thi chính sách pháp luật tại khu vực nông thôn, chương trình sẽ là cầu nối giải quyết những vấn đề, thắc mắc mà người dân đang quan tâm. Mình thấy bà con, nhân dân người ta chưa hiểu biết được pháp luật nhiều và cũng chưa có ai truyền thông đến tận nơi cho những bà con ở vùng sâu, vùng xa. Bản thân tôi cảm thấy là mình cần phải làm những điều gì đó để được cho bà con được hiểu thêm về pháp luật và cái pháp lý của nhà nước Việt Nam mình để bà con thực hiện nó tốt hơn, ngày một tốt hơn. Và từ những ý tưởng đấy thì tôi muốn kết hợp cùng với chương trình truyền hình nông thôn để mà muốn đưa được cái tiếng nói của pháp luật về đến cho bà con. Chúng tôi cũng rất là may mắn là nhận được sự ủng hộ rất là lớn của lãnh đạo đài và sự đồng hành chia sẻ của phía đối tác là Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà. Chính vì vậy thì chúng tôi đã quyết định và được sự đồng ý của ban giám đốc thì chúng tôi đã quyết định là chuyên mục sẽ được chính thức phát sóng bắt đầu từ đầu tháng 7 tới đây. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là chuyên mục mới sẽ trở thành một món ăn tinh thần hữu ích dành cho đông đảo khán giả cả nước, những khán giả trung thành của kênh VTC16. Tham dự buổi lễ ra mắt, ông Trần Đức Thành, giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC nhấn mạnh, đây là chương trình mang tính thiết thực với quyền lợi của người dân. Chính vì thế để chương trình thu hút quan tâm của người dân, cần có sự đầu tư, tâm huyết ngay từ những chương trình đầu tiên lên sóng. Tôi nhận thấy cái sự sâu sắc của chương trình và cái sự thiết thực và nhân văn của chương trình. Nên là ban giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong đó có tôi thì ủng hộ hết mình. Chính vì thế tôi kỳ vọng rằng chương trình Luật về làng có sẽ bước đi nó rất mới, có những cái cách làm rất mới. Cũng tại buổi lễ ra mắt, kênh Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân VTC16 và Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Hà thực hiện lễ ký kết hợp tác để thực hiện chương trình. Luật về làng sẽ chính thức lên sóng tháng 7 năm 2019, hy vọng sẽ mang một làn gió mới, thật sự có ích cho người dân khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay. Vâng, hy vọng là chương trình mới Luật về làng sẽ nhanh chóng trở thành một chương trình ăn khách của kênh VTC16. Bởi vì thực tế hiện nay, kiến thức pháp luật của nhân dân, đặc biệt là những nhân dân ở vùng nông thôn, miền núi thì còn rất thấp. Và rất nhiều người tham gia pháp luật mà không biết những quy định của pháp luật, mặc dù nó rất gần gũi và phổ biến trong cuộc sống. Đúng như vậy, ví dụ như là rất nhiều người hàng ngày tham gia giao thông nhưng không biết luật giao thông đường bộ quy định bao nhiêu tuổi được phép điều khiển xe máy. Khi tham gia giao thông bằng xe máy thì phải cần những giấy tờ gì, vân vân. Vì thế mà việc ra đời những chương trình truyền thông nâng cao hiệu quả pháp luật cho quần chúng nhân dân là hết sức thiết thực.